xin chào tất cả mọi người. Thì sáng thứ hai này thì mình xin giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm, đó là cái máy đo nồng độ oxy trong máu. Thì như mọi người biết thì khi mà mình đi mua máy oxy thì mua máy oxy thì được tiên mình phải là đo cái nồng độ oxy trong máu của cái người bị bệnh, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình phải biết rõ được là cái người bệnh nhân đó là họ thở oxy là bao nhiêu lít trên một phút. Ví dụ như là 3 lít trên một phút thì mình chỉ cần mua máy oxy 3 lít. Còn nếu những ai mà họ đã bị bệnh nặng, gọi là nặng, họ nằm một chỗ ly bì, nếu mà họ thở 4 lít trên một phút thì mọi người nhớ là mình phải bắt buộc mình phải mua máy 5 lít. Bởi vì khi mà mình mua máy 3 lít thì nó sẽ không đủ cái nồng độ oxy trong máu cho mọi người nhé. Nên là hiện tại phía công ty chúng tôi là có một cái sản phẩm hỗ trợ cái người mà khi mà mua máy oxy. Ví dụ như là có cái máy này, cái máy đó nồng độ oxy trong máu như thế này, SpO2. Thì hiện tại á, là cái máy này là bán trên thị trường là với giá là 980 ngàn. Nhưng mà phía công ty chúng tôi đang có cái chương trình, đó là khi mình mua một cái máy tạo oxy Auwell của Đức thì sẽ được tặng cái máy này. Cái này thì sử dụng rất đơn giản. Ở phía sau thì mình đã bỏ sẵn hai viên pin tiểu thôi. Còn đây là mình chỉ còn một nút bấm rất là đơn giản, thì mình có thể sử dụng nó cho mọi người xem. Đầu tiên thì mình sẽ bấm cái này lên, và sau đó là mình sẽ bỏ tay vào đây và mình đặt ngón trỏ ngón lên đây và mình sẽ đo. Như mọi người thấy này, nó nhảy chỉ số. Mọi người nhớ lưu ý là cái máy đo nồng độ oxy như thế này thì đối với những người mà thiếu oxy là có nghĩa là dưới 90%. Còn những ai mà nồng độ oxy từ 95% đến 100% như thế này này thì nó ở mức bình thường mọi người nhé. Tại vì cái máy mình là hơi bị ngược một tí. Nhưng mà hiện tại là nồng độ oxy của mình là 96. Và đây, hiện tại thì nồng độ oxy của mình là 100 và nhịp tim của mình là 90, và hiện tại thì nó đang nhảy đây. Cái máy này thì rất tiện, mình ở nhà mình có thể sử dụng rất là đơn giản, vậy chỉ với là một nút bấm. Và cái năng lượng mà nó để sử dụng này rất là ít, bởi vì là pin nó dùng pin tiểu. Và hiện tại thì để mình rút ra này. Đây. Như mọi người thấy thì ở phía trên này nó sẽ báo là chỉ số của lượng oxy của mình. Còn ở phía dưới là nó đo nhịp tim mọi người nhé. Cái này là có hai chỉ số rất là tiện. Đối với người lớn thì mình kẹp vào ngón tay. Còn đối với trẻ em thì mình, nếu mà bàn tay bé thì quá nhỏ thì mình có thể kẹp vào ngón tay. Kẹp mình có thể kẹp một lần hai ngón, hoặc là mình có thể kẹp ngón chân mọi người nhé. Bởi vì cái này thì nó theo dõi cái đường oxy của mình rất là chính xác, và nó có thể là xoay 4 chiều. Mọi người lưu ý là cái này có thể là nó có thể xoay 4 chiều và rất là tiện. Máy rất là nhỏ gọn và rất là tiện mọi người nhé. Mình xin lưu ý với mọi người một vài điều, đó là những người mà mắc bệnh những cái bệnh mà thiếu oxy trong máu, đó là những cái người là những có những cái có những cái triệu chứng thường gặp, đó là những cái người ví dụ như là họ có cái triệu chứng đó là thở nhanh, khó thở, khó khè, và những cái hay bị đau đầu, và tính mình hay bị lú lẫn một tí. Và cái màu da thì nó sẽ đổi từ cái màu xanh mà chuyển qua cái màu hồng đào. Và người thì lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, bồn chồn và hay đổ mồ hôi. Đó là những cái triệu chứng thường gặp đối với những người bị thiếu oxy trong máu.
Và những cái nguyên nhân dẫn tới bệnh thiếu oxy trong máu đó là những cái người là bị hay bị bệnh thiếu máu là một. Cái thứ hai nữa là bệnh hội chứng suy cấp dinh dưỡng, hội chứng suy hô cấp tính, những người hay bị hen suyễn này, những cái bệnh bẩm tính, bẩm sinh, bệnh tim á ở người lớn, và trẻ em thì bị dị tật. Mình để có đây một tí cho mọi người xem cho rõ nhé, tại vì hơi bên kia hơi tối một chút. Bệnh tim bẩm sinh, hay là trẻ em bị dị tật bẩm sinh, bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh phổi kẽ, hay là khí thủng phổi, và và mọi người nhớ lưu ý là khi mà cái mức oxy của mình dưới cái mức mà 90% thì mọi người nên gặp bác sĩ để bác sĩ thể thăm khám và cho mình và để kiểm tra cái tình trạng sức khỏe của mình. Mọi người nhớ lưu ý là khi mà cái bệnh của mình đo cái nồng độ oxy trong máu của mình mà dưới 95% là người mình đã bị thiếu oxy đấy mọi người nhé. Nhưng mà mọi người chú ý, còn khi mà mức oxy của mình dưới 90% thì lúc đó là các bạn nên gặp bác sĩ, bởi vì lúc đó là cái oxy của bạn là đã thiếu rất là trầm trọng rồi. Và một lưu ý đó là khi mà các bạn cần gặp bác sĩ là càng sớm càng tốt, thì đó là khi là bọn là các bạn làm việc là quá gắng sức và cảm thấy mình rất là khó thở, và đôi khi là mình nghỉ ngơi mà mình vẫn cảm thấy rất là khó thở và rất là khó chịu, thì các bạn là nên gặp bác sĩ sớm. Hoặc là khi mọi người có thể khi mọi người tập thể dục và hoạt động mạnh thì tình trạng khó thở là nặng hơn, và khi mà khó thở, khi mà thức giấc đột ngột hoặc là có cảm giác nghẹt thở, đây là dấu hiệu của chứng là ngưng thở khi ngủ. Đó là những cái khí là mọi người nên cấp tốc gặp bác sĩ để bác sĩ khám thăm khám và đưa ra những cái lời khuyên cho các bạn. Và để đối phó với những cơn khó thở đó thì mọi người nên là không dùng thuốc lá hoặc là tránh những cái nơi có khói thuốc và rượu bia, có chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ dinh dưỡng và thường xuyên là tập thể dục để các bạn cảm thấy có thể dễ chịu hơn. Và khi mà tập thể dục thường xuyên thì nó sẽ giúp cải thiện được cái sức mạnh cùng độ bền tổng thể của cơ thể, nên là mọi người nhớ lưu ý. Và trong khi mà các bạn mà trong gia đình mà có em bé nhỏ mà hay những mắc bệnh mà gọi là hô hấp hay là hen suyễn hay là những cái bệnh mà về đường hô hấp, thì mọi người nên là để sẵn, nên mua sẵn. Mình lưu ý là nên mua sẵn một cái máy như thế này trong gia đình, bởi vì là nó rất là tiện để mà mình theo dõi cái lượng cái oxy trong máu của trẻ, rất là tiện. Bởi vì mà như mọi người thấy thì ở phía trong này, những ai mà không biết thì họ có suy nghĩ là ở khi kẹp vào thì nó sẽ là cảm giác là sẽ đau cái tay, nhưng mà ở trong đấy là nó cái cảm giác là nó đã làm một cái lỗ hổng cho mình này. Nhưng mọi người có thể chú ý này, làm cái lỗ hổng nên là khi mà tay người lớn mình là nó được vừa cái chân này, khi mình bỏ vào thì ở trong này là có một cái nệm su, khi bỏ vào nó sẽ không bị đau tay. Hoặc là khi bé thì có cái tay bàn tay nhỏ thì mình có thể bỏ hai ngón vào mọi người nhé, bỏ hai ngón tay hoặc hai ngón chân, bởi vì mọi người lưu ý là ở cái đầu ngón tay và đầu ngón chân của mình thì cái dây thần kinh rất là nhiều và nó sẽ đo cái lượng oxy rất là chính xác. Nên là khi bé mà tay quá nhỏ thì mình nhớ là bỏ hai ngón tay mọi người nhé. Khi một ngón tay thì quá nhỏ nó sẽ không đo được, bởi vì nó không sát vào trong này này. Nên là mọi người có thể kẹp hơn hai ngón tay hoặc là hai ngón chân vào mọi người nhé, để mình có thể đo được cái nồng độ oxy của bé. Và cái này rất là tiền, nó có thể đo được lượng oxy và cái nhịp tim của mình. Và cái nhịp tim á, thì khi mà nhịp tim của mình ở cái mức 60-80 thì cái nhịp tim của mình rất là tốt, gọi là rất là đẹp. Mọi người nhớ lưu ý đó là nhịp tim. Còn đối với lượng oxy thì đạt ở mức 95% đến 100% là bình thường. Còn nếu dưới 95% thì gọi là người mệt mỏi và hơi bị khó chịu. Chào chị Võ Ngọc, máy này đó nồng độ oxy trong máu có giá bao nhiêu vậy shop? Dạ thì hiện tại thì cái máy này là có giá là 980.000 khi mua lẻ chị Ngọc nhé.
Nhưng mà hiện tại thì bên shop em đang có một cái chương trình rất là ưu đãi, đó là khi mình mua một cái máy tạo oxy Orwell 5 lít mà có kèm theo xông mũi với giá 12.800.000 thì bên em có tặng kèm thêm một cái sản phẩm như thế này nữa. À, mọi người nhé, thì giá của nó là 980.000 khi mình mua lẻ cái sản phẩm này. Còn khi mà mình mua áp dụng đối với cái máy tạo oxy 5 lít Orwell của Đức thì mình sẽ được tặng kèm cái sản phẩm này nhé chị Ngọc. À, máy này thì được sản xuất ở nước nào vậy? Dạ, thì hiện tại thì đến nay là có cái mã mọi người này, gì này, để em đưa cho mọi người, tới mọi người xem này, chị có thể xem rõ chị nhé. Máy tạo oxy thì được sản xuất tại Đức và nó được bảo hành là 12 tháng. Chị còn muốn hỏi câu hỏi nào không chị Võ Ngọc ơi? Máy này thì có trị giá là 980.000 nên là mọi người nhớ lưu ý nhé. Trước khi mà mình đi mua máy tạo oxy thì trước khi là mình mua thì mình nên là đo cái lượng oxy trong máu của người nhà mình là đạt ở mức bao nhiêu, và mình nên hỏi rõ bác sĩ là hiện tại là mình đang sử dụng là có nghĩa là máy là thở là bao nhiêu phút, bao nhiêu lít trên một phút. Ví dụ như nếu 2 lít trên 1 phút thì mình nên mua máy 3 lít. Hoặc là nếu mà thở máy mà ở cái mức là 4 lít trên 1 phút thì mình nên mua máy 5 lít để đạt được cái nồng độ oxy tốt nhất cho người nhà của mình mọi người nhé. Và mình nên là mua sẵn và kính chắn một cái này rất là tiền, bởi vì nó được theo dõi cái nồng độ oxy của mình. Bởi vì đôi khi nhiều người mà họ bị hô hấp họ yếu thì mà mình kiểm tra cái nồng độ oxy của mình nếu mà thiếu thì mình dùng. Đối với cái những trường hợp mà họ thiếu cái oxy khi họ mệt thì mình nên sử dụng ít, bởi vì mình không nên là sử dụng 24/24 thì nó sẽ làm trái cái phổi của mình, có nghĩa là nó sẽ không tạo ra cái oxy nữa. Nên là mọi người nhớ lưu ý, khi là mình kiểm tra nếu thiếu nồng độ oxy trong máu thì mình mới cung cấp. Còn đối với những người như mắc bệnh nan y mà gọi là những cái bệnh mà ung thư hay là những cái bệnh mà nặng, họ không thể thở được thì họ có thể sử dụng 24/24 thì mình nên dùng. Còn nếu với những ai mà họ mệt hay là họ có thể mà thở được thì mọi người là chỉ có là hỗ trợ để hô hấp thôi, thì không phải là sử dụng một thời gian dài, nếu sẽ không tốt cho sức khỏe của người dân. Thì hiện tại thì máy bên mình là đang có sẵn cái máy này. Đối với những ai mà ở khu vực miền Trung thì mình có thể liên hệ tới hai địa chỉ để có thể mua hàng, đó là 37 Cao Thắng hoặc là 97 Hải Phòng, Đà Nẵng. Còn hiện tại thì mình có chi nhánh mẹ thì ở Sài Gòn, đó là ở cái địa chỉ đó là 239 đến 241 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, công ty Hùng Hy, để có thể liên hệ mua hàng nha mọi người. Hoặc là mọi người có thể liên hệ vào số điện thoại tại Đà Nẵng, đó là số 0905644128 để mình có thể đặt hàng và có thể tư vấn trực tiếp. Hoặc là mọi người có thể liên hệ tại Sài Gòn vào số điện thoại đó là 0985 999929. Mình xin nhắc lại số điện thoại ở tại địa chỉ công ty mẹ ở Sài Gòn, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và công nghệ Hùng Hy, ở địa chỉ là 239 đến 241 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh,
mọi người có thể gọi vào số hotline đó là 0985 469 29 để có thể được tư vấn trực tiếp và mua hàng mọi người nhé. Và nếu những ai mà có thắc mắc về vấn đề mà mua máy đo nồng độ oxy và nhịp tim thì mọi người có thể inbox hoặc là để lại số điện thoại thì bên shop sẽ gọi và tư vấn trực tiếp cho mọi người. Và đó là một vài lưu ý nhỏ khi mà mình mua máy đo oxy. Nếu mọi người cần gì để bên mình hỗ trợ thì mình có thể inbox lại địa chỉ và số điện thoại. Và hiện tại thì bên mình có cái phòng khám Medic Sài Gòn tại 97 Hải Phòng. Thì hiện tại đang có cái hỗ trợ tư vấn về với Relaxan miễn phí, và có thể đo huyết áp, đo nhịp tim miễn phí cho mọi người. Thì đối với những ai mà ở thành phố Đà Nẵng này thì mọi người có thể tới trực tiếp địa chỉ đó là 97 Hải Phòng để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp về bệnh suy giãn tĩnh mạch, về bệnh huyết áp và đo nhịp tim cho mọi người nhé. Và mình xin nhắc lại đó là hiện tại thì chương trình với Relaxan bên mình đang có cái chương trình giảm giá khuyến mại cho tới cuối tháng 5 nay, và hiện tại thì đã tới 28 rồi thì chỉ còn 3 ngày nữa thôi là bên mình đang còn cái chương trình áp dụng khuyến mại đó là mua một đôi với Relaxan, với y khoa Relaxan thì được giảm 20% đôi đầu tiên, và mình khi mua đôi vớ thứ hai thì được giảm tới 30%, và khi mình mua đôi vớ thứ ba thì mình được giảm tới 50% gói khám tổng quát. Thì mọi người nhớ lưu ý là cập nhật cái chương trình khuyến mại để được mua hàng là giá rẻ và được tư vấn hỗ trợ tại cơ sở đó là 97 Hải Phòng, phòng khám Medic Sài Gòn mọi người nhé. Thì mình xin kết thúc livestream tại đây và chúc mọi người đầu tuần làm việc vui vẻ, hiệu quả. Và những ai mà cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp thì mọi người có thể tới hai cơ sở để mình mua hàng, đó là 37 Cao Thắng và 97 Hải Phòng. Hoặc là mọi người có thể truy cập vào cái trang web đó là thiết bị y tế giá gốc .com.vn để xem những cái sản phẩm bên mình. Thì mình xin chào tất cả mọi người và mình xin kết thúc livestream tại đây.